Để phục hồi sản xuất, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang đang có nhu cầu tuyển dụng nguồn lao động phổ thông. Theo khảo sát, hiện nay toàn tỉnh An Giang có khoảng 20 doanh nghiệp đang cần tuyển dụng trên 15.500 lao động phổ thông, tập trung ở các lĩnh vực may mặc, thủy sản, da giày, cơ khí. Để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp cũng như hỗ trợ việc làm cho lao động tại địa phương, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang đề nghị các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động cần phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm các địa phương để tìm kiếm nguồn lao động có nhu cầu tìm việc. Cũng theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, ngoài đăng thông tin tuyển dụng, doanh nghiệp có thể đề nghị sở ngành cấp tỉnh và huyện hỗ trợ đào tạo nghề cho nguồn lao động theo yêu cầu.